Video này sẽ dành cho các bạn nào hay hỏi giá trên kênh mình nhé. Mình xin nhắc lại là mình sẽ nói cụ thể từng giá của một con máy ảnh này để cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là con giá rẻ nhất Sony Alpha Nick 3, 2 chiếc ở đây, giá là 3 triệu kèm cả ống kính 18-55 này. Tiếp đến là con Nick 5 kèm với ống kính 18-55, nó rơi vào tầm là 3,2 triệu này. Con Nick 3N này, ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 95%, kèm với ống kính là 16-50, nó sẽ rơi vào tầm 3,8 triệu này. Nick F3 ngoại hình rơi vào tầm 97-98%, kèm với ống kính là 16-50, nó sẽ rơi vào tầm 3,9 triệu này. Nick F3 kèm với ống kính là 16-50 màu trắng đẹp, rơi vào tầm 96-97%, giá rơi vào tầm 3,9 triệu này. Nick 3N kèm với ống kính 16-50, con này ngoại hình line new đẹp, nó rơi vào tầm 3,9 triệu này. Nick 5N kèm với ống kính là 18-55, con này ngoại hình xấu, rơi vào tầm 90%, thì có mức giá rơi tầm 3,3 triệu này. Nick 5N kèm với ống kính là 18-55, con này ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 96-97%, nó sẽ rơi vào tầm 3,8 triệu này. Nick 5N kèm với ống kính 18-55, ngoại hình rơi vào tầm 99%, thì nó sẽ rơi vào tầm 3,9 triệu này. Nick 3N ở đây có một chiếc màu trắng nữa này, ngoại hình khá là tốt, con này thì mình nghĩ là nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 3,9 triệu này. 5R và Nick 5T, hai con, một con màu đen và một con màu trắng. Con màu đen này ngoại hình đẹp keng như này, rơi vào tầm 5 triệu này, kèm cả ống kính 16-50 này. Nick 5T màu trắng này, đây, Nick 5T màu trắng, con này nó rơi vào tầm khoảng độ 95%, con này sẽ rơi vào tầm là 4,6 triệu kèm ống kính này. Sony Alpha Nick 7 này, ngoại hình hơi xấu một chút, kèm với ống kính là 16-50 màu đen hoặc 18-55 màu đen thì nó rơi vào tầm khoảng độ 5,2 triệu này. Sony Alpha A5100 thì chỉ còn hai con, là một con màu trắng và một con màu cà phê. Hai con máy ảnh này thì line new full box, có mức giá rơi vào tầm 6,5 triệu này. Trên nó nữa thì bắt đầu có Sony Alpha A6000, có hai chiếc máy ảnh, nó rơi vào tầm khoảng độ là 96-97%, ngoài hình khá là keng, mặt trên mặt dưới ít xước. Con này kèm cả ống kính 16-50, nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ hơn 7 triệu. Cụ thể là 7,8 triệu hai cái con này, đồng giá này. Trên 10 triệu Sony bắt đầu là có con Sony Alpha A6300. Bắt đầu con này là có thể nó quay được 4K. Body không, nó rơi vào tầm 10,8 triệu này. A6500 cũng bắt đầu nó quay 4K, có chống rung 50 trên body này. Con này rơi vào tầm 12,8 triệu này. Sony ZV-M10, con này quay được 4K, chuyên làm vlog này, bỏ cái ống ngắm EVF đi, nó rơi vào tầm là 13,8 triệu này. Body nhé, A6400, con này thì line new full box, A6400 với cả ZV-10 là line new full box. Thì hai cái con này ngoại hình gọi line new, chụp hơn 1K shot thôi, nó rơi vào tầm 15,5 triệu body này. Tiếp đến là Sony Alpha A7 Mark II, con này thì bán rồi, con này cuối tuần có người qua lấy rồi, cặp rồi. Con này thì là A7 Mark III kèm với ống kính là 28-70, rơi vào tầm khoảng 95-96%, ngoại hình 95-96%, con này chụp 14K shot, rơi vào tầm hơn 30 triệu này, cụ thể là 30,800,000 đồng này. Trên đây là mình đã báo giá đầy đủ cho các bạn. Còn giá này nó chỉ áp dụng trong cái video này thôi các bạn nhé. Còn đợt tới nếu mà là những cái máy khác thì nó sẽ có những cái mức giá khác nhau, thì vì nó phụ thuộc vào ngoại hình, chứ nó không phải là cái máy nào nó cũng giống nhau đâu. Các bạn lưu ý vấn đề đấy. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé.